ngoài trời đều bị hủy. Xong rồi, các cậu lại xem tác phẩm nghệ thuật mới của tớ nào. Đó là một kiệt tác. Tiki, rốt cuộc cậu vẽ gì vậy? Bộ cậu không nhìn ra hả? Đó là bức chân dung tự họa của hoàng tử Tiki, toàn năng và dũng cảm. Trông cậu ngầu lắm. Toàn năng và dũng cảm ư? Cậu đang đùa với ai vậy? Tớ toàn năng và dũng cảm. Cậu dũng cảm lắm mà. Tiki, vừa nãy cậu có sợ sấm sét không? Dĩ nhiên là không rồi. Không phải tớ vừa nói với cậu sao? Tớ toàn năng và không hề sợ hãi. Làm sao mà sợ sấm sét được? Nếu vậy thì chúng ta đi chơi nhé. Được thôi. Đi nào đi nào. Tớ chán ở trong này rồi. Mình còn chừng chờ gì nữa? Đi chơi thôi nào. Đi ngay thôi. Bố mình nói trời sẽ mưa đấy. Đi nào. Các cậu chờ tớ với. Tiki, cậu có muốn chơi trốn tìm không? Tớ muốn nhưng tớ bận rồi. Được rồi, đi hỏi các bạn khác nào. Này Vic, Babu, Violet, chơi trốn tìm nào. Được thôi, tới đây. Tớ sẽ bịt mắt trước. Đồng ý. Các cậu trốn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là nơi trú ẩn hoàn hảo. Ôi không. Hốc cây ngẫu nhiên. Mình phải làm gì bây giờ? Tớ là hoàng tử Tiki, toàn năng và dũng cảm. Nhưng tớ sợ sấm sét. Thời tiết thì đang rất tệ. Nên làm gì bây giờ? Tiki, cậu đang làm gì vậy? Tiki, cậu sợ sấm sét hả? Tớ đừng lo, tớ sẽ không kể cho ai nghe cả. Nhưng khi sấm sét quay trở lại thì mọi người sẽ phát hiện ra thôi. Nhưng nó chỉ là sấm sét thôi mà. Tớ sẽ giúp. Thật không? Rambo, cậu có chắc sẽ thành công không? Tất nhiên là vậy rồi. Sấm sét đến từ bầu trời mà. Một khi nhận được thư tụi mình viết, sấm sét sẽ không quay lại làm cậu sợ nữa đâu. Được rồi, đã xong. Bây giờ chúng ta chỉ cần gửi nó lên bầu trời. Không thành công rồi. Được rồi, chúng mình sẽ thử dùng bóng bay. Bay nào. Mười ba, mười bốn, mười lăm. Bóng bay nổ rồi. Tiếp để thấy thư của tớ. Nó từ đâu ra vậy? Rambo, tớ sẽ lấy lại bức thư của mình. Tiki, Tiki, đợi tớ với. Wow, xém nữa thì tụi mình sẽ làm gì tiếp theo? Có cách rồi. Cậu sợ sấm sét vì nó đến bất ngờ. Có lẽ cậu nên sợ hãi hơn. Tiki, để tớ kể cậu nghe. Vì thế, cậu có sợ không? Tất nhiên là tớ sợ. Có hiệu nghiệm không vậy? Tất nhiên là hiệu nghiệm rồi. Được rồi. Wow!
hoàng tử Tiki trông thật tuyệt vời. Cậu đang vẽ cái gì vậy? Nó có tác dụng chứ, cậu có sợ không? Không có tác dụng. Rambo, em đang làm gì vậy? Em đã làm hỏng bức tranh của cậu ấy. Tôi xin lỗi nha. Nhanh lên Herbert. Tôi xem nào. Herbert, đừng làm như vậy. Hãy thử cách này. Thế nào hả? Bây giờ tôi còn sợ hơn nữa. Không sao mà, lần sau nó sẽ phát huy tác dụng. Lần sau ư? Rambo, dọa bạn là xấu lắm đó. Tôi xin lỗi. Babu, lại đây, ăn táo đi. Cảm ơn. Hoàng tử Tiki, nó là gì vậy? Cậu có thể làm ảo thuật khiến quả táo biến mất được không, Hoàng tử Tiki? Được thôi, phải, thật tuyệt. Nhìn kỹ nhé. Các cậu có một quả táo bình thường. Rambo, Tiki có tác dụng chứ? Rambo, tại sao em cứ trêu chọc bạn vậy? Đúng vậy, thật là ác ý. Đó là bởi vì tôi xin lỗi. Rambo, Rambo, phương pháp của cậu không hiệu quả. Gì vậy? Các cậu đang nói về cái gì vậy? Đang giờ ngủ trưa. Các cậu nói bí mật gì vậy? Tôi muốn biết. Không, không có gì cả. Rambo, em bị sao vậy? Sao ạ? Em ổn. Đúng không Tiki? Tiki, Raya, đó là lỗi của tớ. Đó là bởi vì tớ sợ sấm sét. Cậu sợ sấm sét sao? Ôi không, thật khủng khiếp. Tớ có cách. Hãy đi tìm cô Olivia. Cô ấy sẽ biết chúng mình phải làm gì. Ý hay đấy. Chúng mình hãy đi tìm cô ấy. Các cậu có thể đi cùng tớ được không? Chắc chắn rồi. Cô Olivia, cô Olivia, các trò, cô ấy đây rồi. Tiki, cô Olivia, con thực sự cần sự giúp đỡ của cô. Các con, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô Olivia, Tiki sợ sấm sét và chúng con không biết làm cách nào để giúp cô ấy. Nó lại đến rồi kìa. Con yêu, nghe này, con đừng lo lắng về sấm sét. Hoàng tử Tiki, Tiki, con sợ sấm sét. Con có biết chính xác tại sao không? Tiếng sấm như một con quái vật. Nó vô cùng khủng khiếp và dữ dằn. Nó giống như âm thanh của đôi chân khổng lồ. Bùm, bùm, dậm trên bầu trời. Đó là lý do tại sao con sợ nó. Rambo, cô hiểu rồi. Đừng lo lắng. Sấm sét xảy ra một cách tự nhiên nhờ có mây. Đó không phải là tiếng dậm chân của quái vật. Khi trời mưa, nếu một số đám mây dông tích điện dương và có một số khác đang tích điện âm, sau đó khi hai phần va chạm, chẳng hạn như do chênh lệch nhiệt độ không khí, nó có thể phóng điện. Đó là tia sét mà chúng ta nhìn thấy. Tiếng sét đó làm nóng không khí xung quanh nó, khiến nó đột ngột giãn nở. Vậy những gì con nhìn thấy là tia chớp. Nhưng những gì các con nghe thấy chỉ là sự thay đổi áp suất không khí. Chúng ta gọi đó là sấm sét. Sấm sét chỉ là không khí. Vâng ạ, tụi con hiểu rồi. Cho nên sẽ là không có quái vật nào cả. Tớ không còn sợ hãi nữa. Tuyệt. Bây giờ tớ thật sự là hoàng tử Tiki, toàn năng và dũng cảm. Chào các bạn có sợ sấm sét không? Các bạn không nên như vậy. Hãy xem nó là gì nhé. Được rồi, cảm ơn. Được rồi, gặp lại sau.
Tạm biệt. Không biết nó đến từ đâu nhỉ? À, để xem nào. À, là từ người bạn cũ cỏ trắng ở dưới miền Nam. Bên trong có gì nhỉ? Đúng là nó rồi. Mình cá là bọn trẻ chưa từng thấy quả này. Các em học sinh yêu quý ơi, chúng đâu rồi? Mình sẽ cho chúng xem vào tiết học sau. Cô Olivia. Này cô Olivia, bây giờ cô có rảnh không? Ờ, anh cần tôi giúp sao? Tôi cần treo một số đồ trang trí. Cô giúp tôi một tay được chứ? Chắc chắn rồi. Cảm ơn cô nha. Không có gì đâu. Cô Olivia, bọn con đến đây. Cô ấy đâu rồi? Mình nghe cô ấy đã gọi chúng mình mà. Cái gì vậy nhỉ? Ai đã đặt chiếc hộp ở đây? Ui, nó hôi quá. Nó là gì vậy? Trước kia có nhiều loài khủng long và chúng rất to lớn. Cậu sợ hả? Tôi chẳng sợ đâu. Cô Olivia nói hôm nay sẽ mang đến một quả trứng hóa thạch khủng long và tớ sẽ là người đầu tiên thấy nó. Cậu nghĩ đây là gì? Rambo, em làm gì vậy? Nhìn này, thứ này nó... Em không biết. Nó hôi quá. Mùi gì vậy? Nó có mùi như mồ hôi chân vậy. Toàn thân toàn gai nhọn. Đổ nó ra đi. Nó chắc là... Con nghĩ nó là gì? Một quả bóng mới. Tớ đá trước nhé. Tớ thấy nó trước mà. Để hoàng tử trước. Các cậu dừng lại đi. Thứ này có nhiều gai quá. Nó không phải là quả bóng. Các cậu sẽ bị thương đó. Ryan, mấy cái gai này cứng quá. Em biết nó là gì đấy. Đương nhiên rồi. Nhiễm ơi, hãy ra ngoài và gặp chúng tớ đi. Đi ra nào. Hình như nó không phải là nhiễm. Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi, cậu nhìn đi. Nó chẳng cử động tí nào. Vậy cậu đoán nó là gì? Có lẽ nó là thức ăn đó. Sao cơ? Anh nói nó là thức ăn hả? Để em thử cắn một miếng. Tớ nghĩ mình chẳng cắn được đâu. Ryan à? Gì hả? Chuyện gì hả em? Toàn thân nó đầy gai. Em nghĩ mình không ăn được đâu. Hay là tụi mình ra ngoài hỏi mọi người. Chào các cậu. Các cậu đang làm gì vậy? Này Herbert, xuống đây đi. Xem chúng tớ tìm được thứ gì này. Được thôi. Để tớ xem nào. Nó tròn. Xem nào, thứ gì đó có hình tròn. Để xem nào, quả dưa hay quả dứa? Tớ nghĩ nó là... Nó là gì? Nó là một quả trứng. Một quả trứng ư? Cái gì? Đúng rồi, em nhớ chứ. Cô Olivia nói hôm nay sẽ mang một quả trứng khủng long. Nghĩa là nó chắc chắn là quả trứng. Cậu đúng đó. Thế nên nó bốc mùi hôi. Nhưng thường quả trứng đâu có gai như này. Rất nhiều loài khủng long có gai. Tại sao trứng của chúng lại không có gai? Cậu nghĩ bên trong có em bé không? Một em bé khủng long sao? Ryan, cậu xây cho nó cái tổ đẹp quá. Nếu thực sự bên trong có khủng long thì ta nên chăm sóc nó, phải không?
Đúng rồi, tớ nghĩ ta cần đặt nó ở nơi ấm áp. Vậy đặt nó kia đi. Được đó. Herbert, Herbert, bắt lấy nó. Trứng ơi, tớ yêu cầu cậu dừng lại. Nó bể ra rồi. Hãy xem bên trong có khủng long con hay không. Nhìn chẳng giống quả trứng chút nào. Tớ không chịu được mùi của nó. Nó bốc mùi kìa. Mùi quá đi. Con nghe thấy gì không? Là bọn trẻ đó. Nào, ta đi xem chúng thôi. Vậy nếu nó không phải là một quả trứng thì nó là gì vậy? Dù sao đi nữa, tớ nghĩ chúng ta nên rửa nó. Mùi nó hôi thiệt đó. Ừ, đi rửa sạch mùi hôi thôi. Nhưng tớ không muốn mang thứ này đâu. Chúng ta tìm cây gậy để lăn nó xuống hồ đi. Được thôi. Thôi nào, lăn nó xuống đi. Được rồi, làm đi anh. Kiki, đến lượt cậu đó. Tớ bắt được rồi. Hobbit, bắt lấy. Trò này vui quá, tớ thích nó. Hobby, chuyển nó cho tớ. Hobby, cậu làm được mà. Ryan, bắt lấy. Xem đây. Briar, dừng lại, đừng đánh nó. Ồ, đánh thêm vài đòn nữa là con không ăn được đâu. Ăn nó ư? Chúng ta có thể ăn cái này ư? Các con nhìn này, nó là sầu riêng. Quả sầu riêng. Quả sầu riêng. Đúng rồi, nó là một quả nhiệt đới, có vị rất ngọt. Một loại quả ư? Làm sao chúng ta có thể ăn nó và mấy cái gai này? Con không ăn vỏ ngoài của nó. Nhìn đi, con cần tách vỏ ra trước. Các con, thử một chút đi. Đây, Briar, cho con miếng này. Còn miếng này cho con, Rambo. Rambo lấy đi. Nó hôi quá. Cô Olivia, cô có chắc đây là đồ ăn không ạ? Con sẽ không biết nếu con không thử nó. Bây giờ ai trong số các con dũng cảm thử trước đây? Con sẽ ăn. Hai à? Chà, nó có gì thế nào vậy? Ngon lắm, toàn đi. Sao ngon vậy? Nó ngon hơn tớ tưởng đó, Rambo. Ăn thử đi. Đúng vậy, ăn đi. Được rồi, tớ sẽ ăn. Rambo, con đừng lo, nó ngon mà. Nó mềm và dai. Tớ thích nó. Tớ muốn ăn thêm. Thật sao? Đúng đó. Để tớ thử lại xem. Nó ngon không vậy? Tuyệt, ngon lắm. Tớ muốn ăn thêm. Tớ thích đồ ngọt. Tớ ăn thêm đây. Thêm nữa đi. Rambo, ăn từ từ thôi con. Con không ngờ thứ hôi hám này lại ngon như vậy. Có vẻ các con đều thích nó. Vâng ạ. Chúng ta ăn hết phần còn lại đi. Chào các bạn. Có một số loại rau củ có mùi rất lạ, nhưng chúng rất bổ dưỡng hoặc thậm chí ngon miệng nếu các cậu đủ can đảm để thử chúng. Có lẽ các cậu sẽ thích chúng đó. Hẹn gặp lại.